Chào các bạn nhá. Mình lại tiếp tục video luyện hoàng tinh các bạn nhá. Như phần video trước là mình cũng đã giới thiệu cho các bạn về các phần trước rồi, nhưng mà bây giờ là mình cũng thấy tiếc quá là phần mình đang luyện cái phần quyết định, cho nên là mình lại tiếp tục quay video cho các bạn theo dõi này. Đấy, các bạn theo dõi ở phần trước thì bây giờ đến đến phần sau này thì đang luyện đây các bạn nhá. Đây thì đây là cái phần hoàng tinh mà chưa được luyện, và đây là phần hoàng tinh đã luyện này. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy đen chưa? Đấy thì cái này thì mình sẽ cho vào cái nước cô nhá các bạn nhá. Đây mình lấy xong bắt đầu là mình đổ xuống, xong bắt đầu mình đảo đều này, xong là ủ một tí này các bạn nhá, ủ khoảng độ 5 phút, xong bắt đầu là mình lại cho nó ra giá các bạn nhá. Đây này, nhìn như mứt thấy này. Đấy thì còn như đúng rồi, nó làm như thế này, làm như mứt đấy như này nhá. Xong rồi bắt đầu là hong ra nắng gió đi các bạn nhá, là bắt đầu là mai nó cô thầy cũng mật nó vào. Ngọt hết, ui ngọt. Đây các bạn nhìn này, đây nhá, đây cái phần video này là phần quyết định. Lúc nãy mình cũng định dừng video, nhưng mà đây may có vợ mình làm giúp cùng, cho nên là cũng có thời gian để quay video cho các bạn xem và các bạn học cách làm. Đấy. Khi mà các bạn có nhu cầu sử dụng ít thì các bạn có thể là mua hoàng tinh tươi về các bạn tự chế nhá, nhưng mà nó rất là mất thời gian. Đây cái này là mình sau đúng tròn một tháng, đây, một tháng linh một ngày là mình mới hoàn thành này các bạn này. Thì trung bình là 30, 39, 27, đúng không, 27 ngày. Đấy thì bắt đầu mình mới luyện trong phơi tầm được khoảng 3-4 ngày nữa để cho nó ráo khô đi là được rồi. Này các bạn nhìn thấy này, sạch sẽ này. Đấy, rất là sạch sẽ và thơm tho luôn, yên tâm đảm bảo luôn các bạn ạ. Cái này thì chắc chắn là mình cũng sẽ để lại một phần để mình ngâm rượu uống tết các bạn ạ, mà uống dần, uống nó rất là tốt. Mà nếu như mà các bạn có thể là lúc uống các bạn cho thêm một chút mật ong nữa vào thì đúng là mê ly luôn các bạn nhá. Đấy, cái này nó có tác dụng là bổ máu mà nó khỏe người. Đấy, nó tăng cường sức khỏe nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn không cần phải mua nhân sâm gì cả, không cần phải nhân sâm gì của Hàn Quốc gì cả, các bạn cứ dùng cái này và kèm theo thổ phục linh các thứ nữa là ngâm rượu là quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Đấy, như ngày người xưa là người ta sống lâu là người ta dùng những cái loại này. Đấy, và người ta giải độc cùng các vị thuốc như thổ phục linh này, ăn uống nó tốt này, nó thanh lọc cơ thể nó rất tốt các bạn nhé. Nó cho nên là nó giảm thiểu được các bệnh tật đi các bạn ạ. Khi mà cơ thể chúng ta là tăng cường sức khỏe lên thì nó sẽ át được cái bệnh tật các bạn nhé. Đấy, đậy vung vào một tí, cho nhiều một tí, cho nhiều để đậy vung vào một tí. Đấy, ủ nhá các bạn nhá, tí không để lại một chút nước nào nhá. Làm đi làm lại như thế là tí bắt đầu nó cũng thấm hết nước vào các bạn nhá. Đấy, lúc nó khô như thế này nó hút nước và rất nhanh các bạn ạ. Đấy kỹ thuật là nó phải dù làm như thế. Cái này mình đầu tư cũng rất là nhiều tiền vào cái này đấy. Trông nó ít thế này thôi, nhưng mà mỗi cân hoàng tinh tươi nó đã nhiều tiền rồi. Còn cái này là mình mua cũng gần 2 tạ vào đây rồi các bạn ạ. Cũng không phải ít đâu. Đấy, củ này rất to này. Đấy, nhưng mà to dù to như thế này thôi, nhưng mà cứ đổ đi đổ mãi là nó cũng teo, nó còn nhỏ như thế này thôi các bạn ạ. Bởi vì nó ra hết chất. Đấy, cho nên là cái chất này tí mình phải cô lại này. Đấy, mình lại cho nó vào làm cho nó hút lại. Đấy. Chứ còn nếu như mà người nào không có lương tâm ấy thì người ta cô lại xong người ta lấy cái chất đấy người ta dùng các bạn ạ. Đấy, người ta lấy cái chất ở trong nồi này người ta dùng này. Đấy, bí quyết của mình chia sẻ luôn cho các bạn như thế. Người ta mang về uống nước hàng ngày này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là người ta hòa với rượu uống này,
là đã cực tốt rồi, người ta cô thành cao đặc đặc một chút là người ta hòa với rượu uống là rất tốt, nhưng mà nó sẽ giảm chất ở đây đi. Nhưng mà thực ra thì mọi người cũng đã mất tiền mua thì cũng phải xứng đáng với lại đồng tiền và bát gạo các bạn ạ. Mình cho nên mình không được làm trái lương tâm các bạn nhé. Thì bởi vì người ta đã mất công bỏ tiền ra mua rồi thì người ta phải được cái quan trọng nhất là cái chất lượng tốt các bạn ạ. Đấy, chứ còn thì nếu mà khi nào mà mình cần dùng thì mình có thể là để lại một chút này, hoặc là mình khác tự làm thêm mẻ khác vào. Còn thì mình cũng không nên là bớt như thế. Đấy, cho nên là tại sao lại thuốc nam nó khác ở cái thuốc bắc là khi mà người ta đã đồ chế rồi các thứ rồi, người ta đã để lại hết các chất kia rồi, xong bắt đầu người ta lại tẩm ướp những cái chất bảo quản vào. Đấy, cho nên là tại sao lại thuốc bắc nó lại không tốt, không được tốt như thuốc nam là như thế. Đây, cái này là người thật việc thật nhé các bạn nhé. Đấy, cái này kiểu gì mình cũng sẽ bớt lại 1-2 cân để mình đun nước uống hoặc mình ngâm rượu các bạn ạ. Đây, cái này thì chắc là mình quay video đến đây là cũng các bạn theo dõi thế này là cũng đã biết cách rồi. Thì mình cũng dừng video tại đây nhé. Có những cái điều gì thắc mắc thì các bạn cứ để comment bên dưới nhé. Hoặc là liên hệ trực tiếp cho mình nhé. Và cũng đừng quên ấn kênh đăng ký và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.